cả nhà nhé. Em ở trên Hoa Lan đường Bảo Nguyên. Hôm nay em lên video ngày mùng 1 tháng 11 năm 2022. Nghỉ mấy hôm bữa nay lên lại cả nhà. Hôm nay em có lụa. Thực sự là lan nhãn tháng 8 thì bữa nay cũng hết mùa rồi cả nhà. Nên là phải kiếm mặt hàng mới để tiếp tục lên video để kiếm tiền của các bác, để lấy tiền, rút tiền của các bác nha. Chứ không là không lấy được tiền của các bác thì buồn quá. Nên là hôm nay em phải kiếm việc, kiếm cái để bán cả nhà ơi. Hôm nay em bữa giờ nghỉ để kiếm cái mặt hàng này cả nhà. Thấy bữa nay rất là nhiều người bác thích săn những cái mặt hàng lũa này để về mình ghép lan. Nên là hôm nay em lên em bán. Video của em thì thường được phát vào lúc 19 giờ tối hàng ngày trên kênh YouTube Phong Lan Rừng, kênh Hoa Lan Bảo Nguyên nha cả nhà. Các bác bấm theo dõi cái kênh của em thì sẽ mỗi lần là em lên video thì nó sẽ báo về điện thoại để các bác theo dõi. Các bác theo dõi thì cho em xin một like và một nút chia sẻ video nha. Các bác chốt đơn thì cho theo số điện thoại của em là 0967999669, cũng là số Zalo nha cả nhà. Hôm nay em thì vẫn có đầy đủ các mặt hàng cả nhà. Nói chung là đa chức năng, cái gì cũng có. Xăm rồi chuối rồi hàng rừng, nói chung là các mặt hàng về rừng cả nhà ơi. Hàng rừng Tây Nguyên, xăm chuối, ổ qua rừng, rồi để tốt cho sức khỏe. Em bán là toàn những hàng tốt cho sức khỏe thôi cả nhà. Hôm nay em có cái cây lũa này cả nhà, lũa rất là đẹp này, rất là nhiều nhánh luôn. Thực sự em bỏ lên cái bàn xoay á, nhưng mà cái bàn xoay của em nó nhỏ quá, em bỏ lên em sợ xoay tới xoay lui nó lại rớt. Thì bán cái cây lũa xong rồi lại không đủ tiền thuốc cả nhà. Nó mà rớt vào chân một cái thì tiêu luôn. Nên là thôi em bỏ lên bàn như thế này rồi em xoay để cho các bác xem này. Cái khúc lũa này rất là đẹp cả nhà, rất là nhiều nhánh luôn, mà nó cũng nhiều thế lắm cả nhà. Đây này, xoay như thế này là các bác thấy ở trên cái này này, nó đây nó có những cái lõi này, nó rỗng luôn cả nhà này. Như cái cây này này rỗng này cả nhà đó. Cái này cũng rỗng này, các bác thích ghép lan lên những cái lỗ này cũng được này, cho lan vào như bên này cũng vậy cả nhà, rất là đẹp luôn. Cái khúc lũa này rất là đẹp. Ở dưới này cũng vậy. Ôi dồi ôi, cái khúc này nặng lắm cả nhà, 20kg lận. Nên là một mình em bán cái này, bữa sau thì chắc là phải nhờ thêm một người nữa cả nhà, chứ một mình thì chắc là không nổi được. Xoay tới xoay lui không nổi cái này, nặng lắm. Để như thế này cũng được này cả nhà, xoay ngang này. Em xoay tới như thế này cho các bác xem. Vì em ngày mai em sẽ phát video trực tiếp cả nhà vào lúc 12 giờ trưa. Nên là rất là mong hồi giờ bán hoàng, nhưng mà chưa bao giờ là like trực tiếp cả. Bán 3 năm rồi nhưng mà chưa like trực tiếp. Ngày mai em sẽ like. Nhà em thì có những cái hàng rừng như là kim điệp xuân, rồi cả kiều nữa cả nhà. Đang chăm để Tết này nó kịp, mà không biết nó có ra kịp hoa để bán cho các bác ha. Đưa hoa vào mùa Tết đây này cả nhà. Xoay như thế này nó cũng được này, rất là đẹp luôn. Khúc lũa này em bán đầu lai nha cả nhà, nặng 20kg, mà hồi nãy là cao tới 65cm, mà chiều ngang của nó là 80cm. Chiều ngang như thế này là này cả nhà. Khúc này em bán đầu lai, nói chung là lấy tương tác với cả nhà là 250k là em bao ship cho các bác nha. Đó, bao ship thì nó hàng này rất là nặng, mà các bác biết rồi, 1kg là 10.000 tiền ship đó cả nhà. Em gửi hàng bên GMT, mới làm việc mà bữa nay các bạn ấy tính bên này cao quá, thì bữa nay gửi bên lũa này thì sẽ gửi bên bưu điện nha cả nhà. Khúc này là mã số 1, nặng 20kg, khúc lũa này rất là đẹp. 250k mở đầu like nha cả nhà. Mở đầu like cái khúc này để đầu hàng cho nó suôn sẻ, cho cái mã này cho nó suôn sẻ là 250.000, rất là đẹp luôn. Mã số 1 nha cả nhà. Để em qua mã số 2. Số 2 là cái khúc này đây. Qua cái này, bữa nay qua cái này nó sẽ tốn thời gian hơn cả nhà, tại vì đi tới đi luôn nhiều, không có ngồi một chỗ như là cái nhạn. Cái nhạn thì mình chỉ ngồi một chỗ mình bóc lên thôi.
khúc này nó giống như một cái sừng đó cả nhà, giống như một cái đầu con gì luôn, con bò đó, tưởng tượng ra nhiều khúc nhiều hình luôn, hai cái sừng hai bên này cả nhà. À, các bác treo hoặc là các bác dựng vào trong một cái tường cũng được. À, khúc này thì nặng 7 kg cả nhà, ngang là 60 cm, chiều dài của nó là 90 cm, khúc này 90k nha cả nhà. Cái này là toàn bộ là gỗ, gỗ hương đỏ cả nhà, nung những cái lũa tụi em lấy về, người dân người ta lấy về đã được xịt rửa sạch sẽ cả nhà. Nó có những cái khúc lũa này cả nhà, rất là đẹp luôn. À, mình hay quay ở dưới nên là cứ vườn nên là chó nó sủa cả nhà. Khúc này 90k nha cả nhà. Hàng này toàn bộ là em sẽ bao ship cho các bác nên các bác yên tâm mua nha. Mã số 2 nha cả nhà, 90k. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 này cả nhà, cái này là những cái gốc cây á cả nhà. Lấy từ dưới đất nên là rất là nhiều đất luôn. Mà đất đỏ vùng Tây Nguyên thì các bác biết rồi, rất là đỏ luôn. Nè, cái này rất là đẹp luôn cả nhà này. Nó giống như một cái thế rất là đẹp luôn á. Nè, đó. Không biết nhìn nhưng mà nói chung các bác chơi thì mỗi người một cách nhìn cả nhà ơi, em nói thì em nói chung em thật sự là giờ mới làm cái này nên là nói có vẻ nó cũng ngượng ngạo không nói rành được. Nhưng mà nhìn cái khúc này đẹp cả nhà. Các bác nhìn xem. Nó rất là dài luôn, nó dài tới 90 cm này mà cả nhà. Từ dưới lên trên mà ở dưới gốc này. Cầm như này luôn, đó. Cầm như này là thấy cái khúc này đẹp lắm. Toàn bộ lũa này, lũa tự nhiên luôn nha cả nhà, những cái khúc này về mình ghép lan lên. Những cái góc như thế này cũng ghép lên tạo nhánh luôn này cả nhà. Rất là đẹp nha. Khúc này là nặng cũng vậy. Nói chung cân nặng thì các bác không phải lo rồi, tại vì hàng thì tụi em bán, tụi em bao ship hết nên là khúc này 100k nha cả nhà. Khúc này 100k nè. Rất là đẹp nha, mã số 3 nè, 100k. Cái này là bán là tiền ship nặng hơn tiền hàng á các bác ơi. Để cái này. Cái này là giống như cái này về mình treo nha. Nè, cái này nó có hốc như vậy nè. Nó có hốc ở trong đây nè. Cầm cái này là thấy. Em tính thì quay video để cho cái màn hình nó xa xa một tí. Để cái máy nó xa này, gốc cây này. Nhưng mà thấy để xa quá, em cũng theo dõi các cái, để ý xem những cái video người ta quay á. Nhưng mà em thấy để xa quá thì nó không được rõ lắm, thì nhìn nó không, các bác thấy nó không rõ thì mình nhìn nó không thích. Em nhìn em cũng không thích nữa là các bác. Nên là em cũng để gần gần như thế này. Khúc này đẹp lắm cả nhà này. Nè, nó ở trong, nó rỗng ở trong này. Các bác về các bác bỏ vào đây các bác ghép cũng được nha. Mình ghép nhạn hoặc là ghép trâu cũng được. Đáng lẽ là bán lũa xong thì bán nhạn để về các bác ghép là được, nhưng mà em thì em bán nhạn xong rồi bữa nay em mới bán lũa để các bác mua cái khác về các bác ghép. Không ơi, các bác mua đi để dành qua sang năm em bán nhạn tiếp, các bác mua về các bác ghép tiếp nha. Đây này, góc này rất là đẹp. Cái này em bán hai góc luôn nha cả nhà. Hai góc này là 10 kg luôn á. Này, rỗng ở trong, cái này mình treo lên cũng được cả nhà. Hai góc dựng lên đều được. Cái này cũng dạng này. Cái này cũng treo. Cái này dựng như thế này cũng được này. Dựng nó thành một miếng. Hoặc là dựng vào trong cái chậu á. Đó, thế của nó này. Không biết bán như thế này thì nói như thế này thì các bác chắc phải xem nhiều video để nói nữa cả nhà.
ngại quá. Đấy, hai khúc này nha cả nhà, hai khúc này là 140k này cả nhà. Hai khúc này rất là đẹp luôn. Hai cái thế rất là đẹp. Mã số 4 nha cả nhà, 140k hai khúc này nè. 140k. Thôi em cũng chẳng nói chiều cao, không biết các bác có cần thiết nói chiều cao cân nặng không, tại vì em cũng giống như nói số đo ba vòng quá. Chiều cao cân nặng luôn. Khúc này là ngang 50 nè, dài là 85 cm. Còn khúc này, khúc bên này là dài 70. Còn chiều ngang là 35 cm. Còn em cân tổng hai khúc này là hết 10 kg rồi cả nhà. Mã này là mã số 4 nha cả nhà, 140k. Ui, cái khúc này rất là dài luôn cả nhà. Cái này thì để em nghĩ để vào trong một cái chậu dài như thế này này cả nhà. Giống như mình làm trong một cái chậu kiển, người ta thường làm một cái chậu xi mà thấp thấp như thế này thôi. Mình trồng bonsai, những người các bác trồng bonsai ấy, ở trong cái chậu xi, xong rồi mình làm giống như nó làm như một cái dòng thác đổ này. Em thấy cái này rất là giống như cái dòng thác đổ. Cái cây này cũng rất là nặng đó cả nhà. Lũa này các bác thấy lũa nó tự nhiên chưa? Đó, đất rất là nhiều cả nhà, xịt. Nói chung là xịt cái này xong về là như đi cày luôn cả nhà ơi. Hôm bữa em thì em cũng chưa xịt nhưng mà con em nó làm. Đây, một khúc này dài 1m2 á cả nhà, 1m1 cả nhà. Khúc này là dài 1m, gần 1m2 cả nhà nha. Rất là dài luôn nè. Đó, em cầm như thế này cả nhà thấy lũa ở trong này. Đó. Chiều cao 1m2, cân nặng 15 kg. Chiều ngang eo á, eo là 80 cm nha cả nhà. Số đo 3 vòng đó. Đây, dựng lên cũng được mà để nằm thì nó giống như một cái thác hơn cả nhà, giống một cái thác đổ để vào trong cái chậu bonsai á đó. Chà, cây này là 160.000 nha cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn, giống một cái thế lũa của nó này. Mã số 6 nha cả nhà, mã số 5 thì không có rồi. Mã số 6. Số 7 là hai khúc cả nhà. Cái này giống cái đầu trâu chưa cả nhà. Y xì cái đầu trâu luôn. Cầm này bữa sau làm này chắc phải đeo bao tay thôi đấy. Dầm nó đâm vào tay. Này, y cái đầu trâu luôn. Cái này bỏ vào trong cái chậu nha. Cái chậu xong mình để nó nằm này. Không khác tí nào luôn. Cái này là người ta đốt thành củi này, than này cả nhà. Nhưng mà cái này thì ghép lên luôn. Về mình ghép trâu, ghép nhạn nha. Đó. Con trâu này nó bị chột mắt nha cả nhà. Này, lủng một lỗ bên này. Con trâu này nó bị chột một mắt nha. Cái này là dài 80 cm mà chiều ngang từ ở dưới này lên 30 cm này. Đó, nguyên một con trâu nha, một đầu trâu. Cái này là phòng núi ao một, hai cục nha. Cái này mã số 7, hai cục. Đó, khóc lũa.
số 7 hai cục này 101 nha cả nhà, một cái em đầu trâu. Một em đầu trâu mã số 7. Em lấy 5 cục luôn cả nhà. Cái này về giống như một cánh buồm như cả nhà. Một cánh buồm về các bác bỏ vào chậu nha. Ghép vào chậu luôn. Ở đây này. Nguyên một cục của nó này. Dựng như thế này. Cái này là 5 cục. Cái này ở trong thì nó rỗng. Cái cục này ở trong này, trên đầu này nó hơi rỗng. Hoặc là về mình để ở đây mình ghép cái cục này này. Một cục dựng như thế này cũng được. Những cái khúc này thì về mình treo cũng được cả nhà. Mình treo hoặc là mình bỏ vào, em nghĩ các bác bỏ vào trong cái chậu cũng được. Ở chậu xong mình dựng nó lên, mình ghép. Chứ cái này thì cho nằm không đẹp, nhưng mà cái này thì nằm, dựng vào trong cái chậu nằm như thế này đẹp hơn này. Tùy thế thôi, mỗi người một cái mắt nhìn thẩm mỹ khác nhau cả nhà ha. Nên là mình bán thì mình chỉ như này rồi về các bác tự tạo dáng thôi. Em cũng tạo, em cũng lấy những cái khối nhỏ nhỏ vậy như về các bác ghép vào thôi. Đây cả nhà, cái này nó cũng có những cái hốc này. Cái lỗ. Cái lỗ về đây này. Nói như này thì không biết có nghe nổi. 3 cục 4 cục. Cái này giống như cái gì đây à. Nhìn cũng giống như thằng là dựng nằm như thế này luôn. Nằm này cho lan vô đây. 5 cục nè. À 4 cục chứ 5 cục nha cả nhà. Năm cục này 100k nha cả nhà. Năm cục này 100k. Cái này có cái hốc, cái nguyên cái lỗ này cả nhà. Dựng lên này, dựng cái này vào trong cái chậu luôn. Trong này nó có cái lỗ để trồng vào đây. Đấy, về các bác trồng vào trong đây. Giống như cái suối đổ chứ, cái này này. Ở trên này nó đổ xuống đây. Tính là cái góc này đẹp cả nha. Năm cục này 100 nha cả nhà. Mã số 8. Đèn tư quay số 9 này nè. Số 9 nha cả nhà. Cái này cũng rất là đẹp này. Đó. Dựng như này, dựng như này. Để cầm này là cả nhà mình thấy rõ này. Thế cái em cầm dựng này là nó tươi thơm mắt. Để ngang nha. Cái bàn nó màu với cái gỗ mất. Nên là mình nhìn không rõ. Cái này rất đẹp cả nhà, một góc này. Nó có nhánh nha, có nhánh để về cho các bác ghép. Cả nhà mình tạo thế cho nó. Các bác. Cái này 100k nha cả nhà. Hàng này toàn bộ là đã bao ship rồi nên là cả nhà mình chỉ việc mua thôi. Cái này cũng dài 75cm. Ngang 50cm nha cả nhà. Nặng 7kg. Cái này thì dựng vào trong góc thôi. Nó cũng có ấy trong đây này. Cái đoạn này nó rộng đấy cả nhà.
Nằm cũng được. Để thế nằm như thế này cũng được. Nói chung nhiều thế tùy bác. Mã số 9 100k. Qua mã số 10 này thì nặng lắm. Mã số 10 này tới 25kg. Thôi em cầm máy em qua hình qua cho bác xem thôi. Chứ còn mà rút máy ra không biết có đụng chạm gì không đây. Ui. Đây mã số 10 này cả nhà. Nguyên một cây số 10 nha, rất là đẹp luôn. Ui. Ở cái hút rác này ra. Thôi. Đấy. Nguyên một góc luôn nha, rất là đẹp, nó có hốc này cả nhà. Trong hốc này. Lên tầng này. Đó, giống như cái suối đổ chưa? Cái khúc này rất là đặc mà nặng lắm luôn. Khúc này nặng tới 25kg lận cả nhà ơi. Nè. Em quay như thế này cho cả nhà mình xem cái khúc của nó nặng quá nên là cái khúc này, nguyên khúc này rất là đẹp luôn. Khúc này là 350k nha cả nhà. Rất là đẹp. Hương đỏ. Gỗ này thì không. Những cái khúc lũa này thì ghép lan rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, hôm nay em thử lên thử 10 mã như thế này thôi. Mã này là mã số 10 nha cả nhà. Bác nào thích mã nào thì chốt đơn cho em theo số điện thoại 0967999669 cũng là số Zalo nha cả nhà. Bây giờ em có một số hàng, còn một số mã nhạn nè, em lên nốt nha. Em lên nốt này, các bác mong các bác ủng hộ cho em nốt cho hết nè. Để em gắn cái máy lại nè. Để quay vào đây. Để lên này nó ngon. Mã số nhạn. Hồi nãy lũa là mã số 10 rồi, giờ nhạn lên mã số 11 luôn nha. Mấy bữa là làm trên vàng cả nhà. Mã số 11 nha cả nhà, một cây lá xếp ruột nè, bản lá nè. Rất là đẹp, 600k nha cả nhà. Hoa thì hết mùa rồi cả nhà nha. Bữa nay thì các bác đừng hỏi hoa em nữa nha. Mã số 12 là ba cây thân dừa. Nói thật là đúng là bán cái gì quen cái đó cả nhà. Nói lũa nó cứ ngượng cái miệng làm sao chưa quen. Nói nhạn thì thấy nó dễ chịu, thoải mái với miệng hơn. Chân chu trôi chảy hơn. Mã số 12 nha cả nhà, ba cây thân dừa lá lướt. Cây xếp lắc rất là đẹp này, bản lá xếp, bản lá nhựa này nha. Ba cây này 700k này, mã số 12. Tiếp theo mã số 13. Hai cây này. Hai cây cũng thân lá lướt nha cả nhà. Hai cây này 450k. Nói chung cái hàng lũa thì em sẽ bao ship hết, còn cái nhạn thì 500k trở lên em mới bao ship được nha cả nhà. Không thì các bác mua lũa với mua nhạn về ghép vào luôn cho nó tiện cả nhà. Tiện cả đôi đường luôn ha. Không phải lo nữa. Mã số 14 nè, là một cây lá xếp nè. 400k cây này nha cả nhà. 400k. Cây lá xếp. Chữ hơi cong nha. Hơi cong một tí. Mã số 14, mã số 15 cũng là một cây xếp ruột nè. Một cây xếp. Xếp này là xếp hình dít dắt cả nhà, xếp dít dắt. Bản lá lướt nè, thân bản lá lướt bóng loáng luôn cả nhà nha. 600k mã số 15. Tiếp theo mã số 16 là hai cây lá xếp, những bông hoa cuối mùa này cả nhà. Những bông hoa cuối mùa, hai cây này lá hơi lỗ nha cả nhà. Hai cây này 700k. 700k hai cây, mã số 16. Mã số 17 là ba cây này cũng hơi lỗi nè cả nhà. Cây này nó lại còn một cái nụ thôi. Ba cây này 800k nha cả nhà. 800k ba cây lá xếp này. Thực sự những cái hàng này em bán về ngâm mấy hôm nay về mình chưa trồng được á cả nhà. Các bác ngâm cho nó. Em ngâm nước cả nhà, em tưới nước, phun nước tưới chứ không phải là ngâm. Mã số 18 cả nhà. Hai cây chứ. Hai cây 650k hai cây. Lá cũng hơi lỗi nha, lá hơi lỗi này, hoa nở. Nói chung là hết hoa nhưng mà vẫn bảo đảm cho các bác nha.
vẫn bảo đảm cho các bác là chuẩn tháng 8. Bây giờ những bác mà mua của em đầu mùa chắc là cây ra rễ khỏe lắm hết rồi. Mã số 18 2 cây 650k. Tiếp theo mã số 19 là 3 cây. 3 cây bản lá xếp rất là đẹp nha. 3 cây bản lá xếp chỉ thiên này. 3 cây này 850k nha. 850k bản lá xếp chỉ thiên rất là đẹp. 850k mã số 19. Mã số 20 là một cây này. Cây này lá xếp rất là đẹp nhưng mà lá nó bị lỗi. Quay bữa nay quay ở dưới vườn á cả nhà, ngay đường luôn nên là xe người ta đi qua nó ồn tí. Các bác thông cảm. Mã số 20 lá lỗi nha, nên là bán xả 350k, chứ còn cây này rất là đẹp, bản cây lá xếp ruột. 350k mã số 20. Mã số 21 là 3 cây, cũng là xếp ruột nè cả nhà. 3 cây, 2 cây này thì đẹp không có vấn đề gì nha. Nhưng mà cây này nó lớn nhưng mà nó hơi lỗi nè. Cây này vì lá nó lỗi nên là em bán rẻ, nên là cái đơn này có 750.000 thôi cả nhà. Cây úp thìa, lá bản lá này, úp thìa cong vào trong rất là đẹp nha, lá nhựa dày rất là đẹp. 750k 3 cây mã số 21. Mã số 22 là 6 cây cả nhà, 6 cây hàng giống. Nói hàng giống chứ nó cũng to hết. 6 cây này là 1.100k. 2 này, 3 này. Tại vì lá nó hơi lỗi một tí thôi thì bán cái giá này thôi chứ không phải là nó nhỏ nó. 4 này, 5 này, 6 này. 6 cây này là 1.100k. 6 cây mã số 21 nha. Mã số 22. Thực sự cây này hôm trước bán rồi, bản lá to nha cả nhà. Cây này hôm trước là bán ship gửi đi tặng Lào Cai cho cái bác ấy, nhưng mà nó gãy mỗi một cái lá như thế này mà bác ấy nở lòng nè, bác ấy từ chối, bác ấy không nhận hàng em luôn các bác ạ. Nên là hôm nay em bán cây này 550k nha cả nhà. 550k cây này mã số 23. Cây rất là đẹp luôn cả nhà. Thực sự cây rất là đẹp, chỉ nó gãy cái này chứ còn lá ngọn thì nó vẫn ra cả nhà nha, chứ nó không vấn đề gì cả, lá ngọn nó đang ra đấy, nó đang ra thôi chứ nó đâu có ảnh hưởng gì. Nó gãy, công nhận thì nó gãy thì em sẽ chịu bớt tiền, nhưng mà bác vẫn không lấy thì thôi, em sẽ cho phải quay hàng về, chúng mấy ngày không bán rồi nè, nên là cũng chẳng có đăng lên nữa. Cây này 550k mã số 22. Tiếp theo mã số 23, cũng là 6 cây nha cả nhà, 6 cây hàng giống. Cây 6 cây này rất là đẹp, cây xếp bản lá mít nhựa nha. Mã số 24, 1.200k 6 cây, tính ra là 200k một cây nha cả nhà. Đó, hàng giống, nói chung hàng giống em cứ bán 200k một cây cho các bác thôi, chứ còn cũng không thể rẻ hơn được nữa đâu. Không biết các bác mua ở đâu rẻ hơn, cho em thì hết giá là 200k một cây 6 cây mã. 1.200k 6 cây mã số 24 nha cả nhà. Thôi, video của em hôm nay tới đây là hết. Em có lũa với lại nhạn nha, với lại còn sâm, với lại chuối, với lại ổ qua thì vẫn có, nhưng mà cũng hơi dài dài video rồi nên là em không quay nữa. Các bác nào muốn mua cái mặt hàng nào thì cứ alo cho em theo số điện thoại là 0967 999 669, cũng là số Zalo của em. Trưa ngày mai em sẽ có buổi live trực tiếp vào lúc 12 giờ trưa. Rất mong các bác theo dõi để ủng hộ cho em. Em chào cả nhà, chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video ạ.